Này vẫn gần hai kích lạc đà rồi và lên thẳng 12 giờ team nhà của cái thủ lớp 6 gà demo. Đâu rồi, chúng nó đâu? Vâng, bỏ qua hết nhà anh ơi. Bỏ qua hết nhà đi. Đây rồi, lao vào trên. Vâng, chém đổ ruộng luôn. Vâng, dàn lạc đà ra. Vẫn còn một kích lạc đà phía sau chưa đến. Vâng, tên này cái thủ Mạnh Hào đang lao vào để khô máu. Anh em đâu? Anh em đang ở đâu? Có ai vào cùng cái thủ Mạnh Hào không? Vâng, mặc dù đoạn đã ra 4 nhưng Mạnh Hào vẫn đang lao vào khô máu. Một con đi thôi, không đáng ngại. Tham lại 4 bàn chém hết. Vâng, một Mạnh Hào chém hết. Tốt này, dàn lạc đà lên bổ đi. Anh em đâu rồi? 98 đến rồi, bổ luôn. Anh Alex Nguyễn đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 999 sao. Hello anh. Cáo này anh đã gửi tặng sao game thủ chim sẻ nắng. Sorry anh em vừa lên kênh nên chưa để ý. Đây là Pyran trong tay của game thủ Mạnh Hào, bài ở đầu cánh như cho anh và đã có 7 hiệu đầu, quả đầu 7 luôn. Và một nữa xin gửi lời chào tất cả anh em. Không biết là bây giờ các bạn theo dõi trên page chim sẻ nắng có thấy chất lượng âm thanh ảnh ổn chưa ạ? Nếu như ổn thì các bạn có thể comment ok thì cũng chat giúp mình được không ạ? Và thông tin báo về game thủ nâu 1 bằng dân Mạnh Hào ạ. Ôi giời, sao quả đầu? Vâng, anh ăn quả phụ, anh bảo quả đầu, tao bị chúng nó bế ra giữa bản đồ, tôi đến thần kinh mất. Vâng, anh đi ăn quả phụ, anh chậm dân hơn cả pan của Mạnh Hào, anh bảo là chúng nó bế quả của tao ra giữa bản đồ. Quả đầu gần, chẳng qua là nó một không tìm thấy. Vâng, có đôi voi. Như vậy bài nó một cũng gọi là tạm tạm rồi đấy anh em ạ. Vâng, cảm ơn anh Tú Ngọc Linh, ok, mọi thứ ok rồi. Nó một chậm dân hơn Mạnh Hào một tí, mặc dù Mạnh Hào cầm pan. Đây là mặt máy của game thủ U98 với bài đấu được cầm con Sumerian ở đầu cánh. Không biết là trận này U98 sẽ đánh cung hay đánh chém, chúng ta hãy cùng chờ. Và một lần nữa xin gửi lời chào tất cả anh em nha. Hello mọi người nha. Hello anh em nha. Và chào tất cả mọi người. Ok ok. Và Mạnh Hào cầm pan này. Chim sẻ nắng thì cầm Catalian ở đây rồi. Như vậy thông tin báo về U98 đánh chém một mình trong một đánh cung R của Babylon. Thì cảm giác tôi thấy hơi khê khê. Chào Chris Độc nha. Hello bạn. Cảm ơn anh Đinh Thuận đã gửi tặng sẻ 10 sao ạ. Chào tất cả anh em, chào anh Lôi Lão Hổ, chào anh Nguyễn Quang Tuấn. Uầy, bài sẻ ba voi này. Con em ta nên đá qua mặt máy game thủ Mạnh Hào vì đây là một game thủ cầm quân có khả năng đột biến nhất ở trong team Liên Quân Ego trong trận đấu này. Và những người đồng đội cũ của team AOE Game TV. Và cảm ơn Yoyo đã gửi tặng chim sẻ nắng 500 sao. Chúc sẻ một ngày đại thắng, chúc mình một ngày làm việc tốt, thành công vui vẻ nhé. Ok, cảm ơn anh rất nhiều, thank you anh. Và cơ cấu chiếc BS đầu tiên đến thủ Mạnh Hào để ăn cả gỗ và cả vàng và có quả phụ luôn này cho anh. Bài Panran thiếu một đồ nữa. Trận trước là trận đấu mà game thủ Mạnh Hào đã cầm Foresan và cân map và giúp cho chúng ta có được chiến thắng ở trong chiến đấu đầu tiên với tỷ số là 3-0 hủy diệt trước Liên Quân Vec. Đây cũng là đội hình Hà Nội cũ. Đây cũng là đội hình của team Hà Nội cũ và bây giờ thì cái đội hình này sẽ đối đầu với team Game TV cũ. Ông chả biết cái gì cả. Và cơ cấu thôi. Hai quả phụ đến thủ Mạnh Hào trong trận thiếu này. Và chúng ta hãy cùng xem trận đấu này thì bài pan của thủ Mạnh Hào có tiếp tục có một trận đột biến và chém cân cả map nữa hay không. Và chào anh Nguyễn Đức Thanh. Bài Hào lên đời bình thường và hai quả phụ lực khỏe. Và đeo mặt máy của thủ No 1. Thềm đầu chậm dân hơn. No 1 cầm Babylon đánh chém. À vâng, No 1 đánh cung. Đeo mặt máy của thủ 98. Vậy bãi quả cạnh rừng thông. Anh em ơi, nó một không thấy đâu. Không. Rừng giờ thông ở tận trên 3 giờ ở đâu đấy. Nó một ăn đi, không phải quả đấy đâu. Vâng, chào tất cả anh em nha, hello mọi người. Một bài nó một sẽ đánh cung và 98 đánh chém. Chúng ta sẽ đánh 3 chém 1 cung. Quan trọng trận đấu này thì cái thủ chim sẻ đang sẽ lựa chọn đấu pháp gì. Mình chuyển máy rất là nhạy cảm và đúng tình huống mà chim sẻ đưa hai voi về nhà chính. Một bài đấu mà 4 voi hiêu đầu và quả phụ đến cái thủ chim sẻ khi được cầm Catalian. Thông tin báo về từ cái thủ Mạnh Hào là Seng bên phía đối bạn sẽ đánh chém. Và chào bạn Nguyễn Văn Tú. Và gần 10.000 anh em đang xem rồi, các bạn có thể comment like và chia sẻ video live stream này nhiều nữa để cổ vũ cho game thủ trong team AOE Sparta được không ạ? Và game thủ nó một nữa. Và đây BB. Và bắt đầu cắt dân ăn quả phụ đến cái thủ chim sẻ rồi. Trận này thì tôi đã bắt đầu thấy sẻ cắt dân đi dâng L. Và sẽ dâng L vào trong cánh, con Mạnh Hào sẽ bổ nhà đầu cánh ở cánh bên này. Khi mà chim sẻ và Mạnh Hào cùng một cánh, con sẻ sẽ bổ thẳng vào trong cánh thôi. Và đây là bàn máy của game thủ Vỉa Hầu. Bài đấu được, xin lỗi. Đây là bàn máy của Vỉa Hầu đây. Một bài đấu 9-45 với 19 dân pan, xin rồi anh ơi. Báo về Persian chết 2 dân bên phía đối phương.
Vâng, Persian trong tay game thủ Si có nhà bà băng chết hai dân ở trong trận thiếu này. Vâng, giờ đã có được game thủ Mạnh Hào và đẩy đi luôn. Chúng ta cũng xem đầu cánh Mạnh Hào sẽ là ai. Công giáp đầy đủ rồi. Vâng, cảm ơn anh Phùng Tình đã gửi tặng chim sẻ nắng 20 sao. À, tặng Hải 20 sao, anh lại tặng vào đây thì... Vâng, lại nước chảy chỗ trũng này. Khe thế nhờ. Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn anh đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 20 sao. 98 ở cái bên kia báo về gần Mark C bên phía đối phương. Và nó bị chọc luôn. Xeng chọc luôn. Xeng dâng rồi. Xeng dâng và chọc thẳng cái thủ đô 1 rồi. Hào không thấy đầu cánh nhá. Mô 7 à? À không phải. Vâng, như vậy là màu 3. Đó là game thủ Simamper chết 2 dân đây rồi. Và đây là máy game thủ chim sẻ nắng. Em đang đối đầu 3 đầu cánh. Ở ngay gần đấy. Em lộn mẹ là lộn về nhà Per đấy chứ. Còn nó bo nhỏ đấy. Đây bài bảng Per đây, Mạnh Hảo vừa thấy rồi. Và xin cảm ơn anh Ngọc Anh đã gửi tặng chim sẻ nắng 20 sao. Và phía sau camera cái thủ chim sẻ nắng đó chính là tổng quản có Facebook là chị Vân. Và nên anh em tốt nhất là không nên ý ới nhiều. Và giò đang đẩy đi cái thủ chim sẻ nắng vào trong cánh đi xem cánh này là ai. Chắc là về lớp rồi, đúng là như vậy. Sumer đi ăn đối thủ về lớp. Anh lớp cháu gà cầm Sumer ở trong cái đánh cung. Và cảm ơn anh Tiến Dũng Ryu đã gửi tặng chim sẻ nắng 45 sao tặng cô Hải uống nước. Và mặt máy game thủ Mạnh Hào, sao này anh có chém được gì không đấy? Bamran 2L. Nhưng mà dường như đang chưa sát thương vào Per. Trong khi đó Noble đang bị Xeng bổ nát gáo luôn rồi. Tham 21 thôi. Cả L cả A và nhà Noble, Noble bay luôn đấy. Đây là U98 với Tham Lai 27. Vâng, sẽ bảo vệ màu 2 không sống được. Trong khi đó 98 đối đầu game thủ Hoàng Mai Nhi, người cầm Max C bên phía đối phương có hông. Và 98 quyết định W luôn. Và xin số tài khoản Hải chuyển cho nó nhanh. À, ok, cảm ơn anh rất nhiều. Cơ cấu bãi vàng rồi, bán thêm đôi voi nữa. Và đeo mặt máy của thủ chim sẻ. Tham Lai được số là 30, nhưng đang bị Xeng của đội bạn chơi vào. Một bài Xeng đang chém hai nhà bên phía chúng ta, trong đó sẻ đang đi vào nhà của lớp cháu gà. Văng lốp. Và tờ này thì khả năng cao là lớp cháu gà vẫn sẽ ăn cháu gà như thường lệ thôi. Tham Lai trong một bài đi dâng lầu sẽ là 31. Bên lớp đang vẩy e để có thể giữ dần. Những cơ sở làm ăn của thủ bên lớp đều đã toàn toát hết rồi. Vâng, kể cả cung R luôn được chưa? Chém cả cung R luôn cho hiểu. Ôi giời. Và Tham Lai 33 đứng thủ chim sẻ và bên lớp bay phê ruộng này rồi. Chơi đi. Lớp bay đấy. Lớp cũng yếu như đâu một luôn. Thậm chí kia yếu hơn. Và ở nhà sẻ nó bị Xeng đi rát quá. Xeng các bạn nó đi rất rát vào hai nhà chúng ta là đâu một với thủ chim sẻ. Bên lớp bắt đầu tụ được một vài cung R ở đây khoảng 5-6 con. Nhưng mình nghĩ là với số lượng lạc đà này thì sẻ hoàn toàn có thể bổ được. Và các bạn đang vẩy e để khiến cho con lạc đà chim sẻ nó không thể áp sát với những con cung R này. Nhưng sẻ đang cố đấm ăn thôi. Chưa ai chăn cả. Vâng, Xeng chạy hết ra giữa bản đồ đấy. Tham Lai 28 thì đối thủ chim sẻ nóng mà chưa ai chặn được Xeng bên phía đối phương của cái thủ Cam Quýt. Và Quýt vẫn đang rất khỏe trong trận thiếu này. U98 Tham Lai đang ở số là 32/36. Vài Max C đang thủ toàn cung T. Đang solo Max C. Vâng, solo Max C giờ này cũng đang hơi căng với thủ 98 khi các bạn xin toàn cung T thủ hốc dành cho thủ Hoàng Mai Nhi. 98 Tham Lai 31. Vâng, đây là dân màu 8, nó 1 đang chạy. Mạnh Hào Tham Lai 30, bài Per đánh chém thủ và Mạnh Hào đang chưa qua được nhà Per Chan bên phía đối phương. Vâng, Xeng bắt đầu tạt 98 rồi, bài Xeng của game thủ Cam Quýt đang chém 3 nhà chúng ta. Trận đấu Quýt đang chém rất rát. Trong đó game thủ Mạnh Hào là 32. Anh vẫn chưa giải quyết xong Per Chan bên phía đối phương, anh quyết định lên giáp 4 để bổ nhau với lạc đà Per. Đây là máy game thủ chim sẻ với Tham Lai là 27. Cần phải quan tâm vào quản Xeng và sẻ đang làm điều đó. Đây là những con nông dân của game thủ Cam Quýt đã chạy hết ra giữa bản đồ rồi. Vâng, nâng cấp chém 4 đến cầu thủ chim sẻ nhàng. Tham Lai được số là 27 và đây là những con nông dân của cầm xem phía đối phương cầu thủ Cam Quýt. Phát hiện ra quanh ruộng 98 luôn rồi. 98 Tham Lai 32 vẫn đang solo Max C của thủ Hoàng Mai Nhi và chưa lấy được Tham Max C một cách triệt để. Đây rồi. Ôi trời ơi, à, trốn nè. Vâng, chạy ra rồi còn chạy vào nữa anh, vậy còn vẩy e nữa thôi anh ơi. Vâng, cái chỗ này anh dãy hộ em cái. Vâng, chắc chắn Hoàng Mai Nhi sẽ gọi người về cứu viện nên 98 cũng phải giải quyết nhanh, rồi bạn bo nhà cứng rồi. Vâng, bắn chết cùng cung tê của đội bạn trước. Bò toàn nhà cứng đến thủ Hoàng Mai Nhi. Max C sẽ fit tờ này. Lọt rồi. Rồi, lao vào xiên game thủ Hoàng Mai Nhi tờ này rồi. Với những con y của Sumerian dành cho thủ U98. Max C đội bạn đang không dẫy được. Báo về màu 4, Cam Quýt đã bị chim sẻ nắng chăn rất yếu.
Và 98 có phải lấy triệt để tham Maxi của thủ Hoàng Anh Nhi tờ này. Rất nhiều dân kiếm thủ Hoàng Anh Nhi đang nằm xuống, các bạn có thể thấy. Một trận solo cánh. Và khi mà Hoàng Anh Nhi mất tham thì tham lại chúng ta đang đè màu 1 fit hoàn toàn nhá. Maxi của đội bạn fit luôn đấy. Tham lại 30 dành cho thủ 98. Và sẽ đã kêu gọi những người đồng đội mình đi ốp màu 2 của game thủ Vang Lốp một tơn. Màu 3 còn nhà nhưng kiểu gì Mạnh Hạo sẽ giết được. Đây 98, đây bơm đi. Mạnh Hạo luôn. Và tưởng gì chứ vàng đây là biển luôn, được chưa? Đây là mặt máy của cầu thủ Mạnh Hào với bài đấu được cầm Pyrian, tham lại của anh đối thủ là 38. Bảo vệ chim sẻ nắng vừa chém chết hai mấy dân của cầm xe, game thủ cam quýt luôn, tươi quá. Mạnh Hào đang đứng kê bài ruộng này của mình. Anh Hào giết luôn bài pơ đi anh. Chém 4 ra 4 rồi. Anh giết pơ đi, đồng đội ốp màu 2 được rồi, không cần anh đi cùng được chưa? Và 3L đến cầu thủ Mạnh Hào công 4, chém 4, công 4 ra 4 trong trận đấu này. Và đây là một máy game thủ chim sẻ báo về màu 2, game thủ Vang Lốp đã lên giáp 4 cho những con cung rờ ở mình. Vẫn ốp. Vâng, đàn tích lạc đà đây rồi. Đợi 98 lên là chúng ta ốp thôi. Thế thôi, như thế là quá đủ rồi. Vâng, 98 báo về em có chục con lạc đà thôi, bấy nhiêu lạc đà thì đội bạn đỡ kiểu gì. Ê, màu 1 còn 1 con dân đây. Còn đúng màu dân của game thủ Hoàng Anh Nhi vào bổ luôn đi, fit luôn. Bổ luôn, à, nó xảy thẳng bố luôn rồi. Và nó một đá báo bổ nhanh dân của người cầm Maxi. Nhưng tuần này sẽ đang lao vào để khô máu với cái thủ bên lớp. Vâng, lớp giáo đầu đang trèo cung đời trên dốc. No 1 đang ở đâu? Vâng, mặt máy cái thủ No 1, anh có 5 cung đời ở đây. Yeah, lèo. Rồi, từ từ, lùi. Vâng, như vậy là cái thủ chia sẻ đã chém chết con dân kia cho đội bạn cũng đã xây được BI rồi. Trong khi đó thì No 1 đang lọt vào khoanh ruộng cái thủ bên lớp. Dân bên ngoài đội bạn còn rất nhiều. Trong khi đó 98 cũng đang lên và 98 quyết định lao vào khô máu cùng những người đồng đội của mình. Bố! Vâng, chơi là phải khô máu tên này. Anh No 1 lên mặt kia anh ơi. Vâng, đây là mặt máy cái thủ chim sẻ. Vâng, đang khô máu đôi bạn nhưng tên này có vẻ là không ăn được. Hào đây rồi. Thôi, tất cả đứng hết ra. Tất cả cút ra để cái Hào thể hiện được chưa. Vâng, để đấy. Timeline Pyrian 50. Vâng, Pơ định về để solo với thủ Mạnh Hào nhưng làm gì có cửa. Hào đang cố gắng giải quyết và chém cả Y luôn. Chém cả Y luôn. Đây là công 4 giáp 4 và Mạnh Hào đến thì cái thủ bên lớp đỡ hộ tôi tên này cái. Vâng, 100 gỗ cho màu 6, 100 gỗ cho người mở bát. Vâng, 3L đến từ cái thủ Mạnh Hào trận đấu này, gần 2 kích lạc đà rồi và lên thẳng 12 giờ team nhà của cái thủ lớp 6 gà đi bổ. Đâu rồi, chúng nó đâu? Vâng, bỏ qua hết nhà anh ơi. Bỏ qua hết nhà đi. Đây rồi, lao vào trên. Vâng, chém đổ ruộng luôn. Vâng, dàn lạc đà ra. Vẫn còn một kích lạc đà phía sau chưa đến. Vâng, tên này cái thủ Mạnh Hào đang lao vào để khô máu. Anh em đâu? Anh em đang ở đâu? Có ai vào cùng cái thủ Mạnh Hào không? Vâng, mặc dù đội bạn đã ra 4 nhưng Mạnh Hào vẫn đang lao vào khô máu. Một con đi thôi không đáng ngại. Tham lại 4 và chém hết. Vâng, một Mạnh Hào chém hết. Tên này ra đà đà lên bổ đi. Anh em đâu rồi? 98 đến rồi, bổ luôn. Vâng, về lớp chúng tôi bổ. Vâng, đây chim sẻ bây giờ vào hỏi đâu thì chém gần hết rồi em ơi. Vâng, chém xong hết rồi, ông sẻ vào hỏi đâu ạ. Chém hết rồi. Làm gì còn gì nữa? Vào ăn dân anh em. Vâng, Mạnh Hào báo về chém chết hết rồi bạn rồi. Vâng, sẻ đang muốn Mạnh Hào điều đi, đừng để y hút đạp. Có một con cung ở đây không? Vâng, tham lại được số 35 đến thủ Mạnh Hào. Anh vừa tụt 10 tham sau tình huống ốp nhà vừa rồi vì ở nhà đang bị màu ba quản. Nhưng game thủ về lớp. Ôi trời ơi, Hoàng Mai Nhi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tụt hết áp. Vâng, tụt áp xuất và rối loạn triều đình với tình huống chạy dân game thủ Hoàng Mai Nhi. Và anh đã fit tham sau tình huống vừa rồi. Tham lại 35 còn Bani đứng game thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn lối đánh là đánh fit game thủ Hoàng Mai Nhi cũng được. Và đây là mặt máy game thủ U98 với tham lại 36 cũng đang rất khỏe trong trận thiếu này. No 1 thậm chí lên tận nhà bên lớp đóng end luôn. Màu 2 vẫn còn cái dốc nhà BA. Mặc dù tham lại ta đang đè 6-4 nhưng xi măng đang hồi. Xi măng là người được cầm Persian ở đầu cánh Mạnh Hào vẫn còn tham. Persian đầu cánh Mạnh Hào vẫn còn tham nên nhớ điều này. Và đây là mặt máy của game thủ chim sẻ nắng với tham lại là 19. No 1 tham lại là 16. Và Mạnh Hào tham lại 35. Màu 3 vẫn còn tham, đây mới là vấn đề của chúng ta. Đây, bãi vàng còn nguyên từ đầu đến giờ, Hào chưa chém được bãi vàng màu 3. Và lạc đà của anh cảm giác như đỏ bình khá nhiều. Và màu 3 sẽ mất vàng tên này. Lấy nốt tham của người cầm Per xem về phía đối phương, đánh về lâu về dài, đội bạn là hai loại quân không đánh xe Per Maxi. Chúng ta cần phải cố gắng lấy tham của những nhà này càng nhanh càng tốt. Và Mạnh Hào cần phải sóc đều quân hơn. Anh đang rất yếu vàng trong trận thiếu này và chỉ sóc được 2L đều thôi. Phải luôn BL không anh? Vâng, phang nổ BL màu 3 luôn đến thủ Mạnh Hào với tham lai đội số là 40. Chim sẻ tham lai 20 đang nở lại. Nhưng mà quan trọng chủ lực chúng ta No 1 không nở được.
Vâng, đồ 1 không được, màu 3 cầm khoảng hơn kích lạc đà đấy. Vâng, đây là máy cái thủ 98 với Tham Lai 41. Ở trong trận đấu này 98 đang là người hồi khỏe, nhưng màu 3 quá đông lạc đà. Lãnh Hào còn nguyên tham 40. Vâng, Hào còn nguyên tham 44 luôn, nhưng Persian nó vẫn đang rất đông lạc đà trong trận đấu này. Vâng, nhưng màu 3 đang đi lạc đà lẻ. 98 đang vừa chơi lạc đà màu 3 và Mạnh Hào cũng đang chơi. Đây là máy cái thủ 98 bổ luôn lạc đà màu 3 thôi. 98 thừa gỗ bơm Mạnh Hào kìa. Bơm rồi, bơm rồi. Vâng, phơ luôn tên này đến từ cái thủ 98. Màu 3 đang rất hổ báo solo với game thủ U98 trong tiếng này. Không, nó còn chục con nữa đấy. Chưa hết được ngay đâu. Một pha vẩy cái thủ 98 để bắt lạc đà màu 3. Tham Lai 40. Màu 3 vừa rồi chết gần chục con lạc đà luôn. Và thông tin báo về Tham Lai thì cực mạnh rồi, nhưng đấu 1 Tham Lai vẫn chỉ là 14. Vâng, ai cứu anh tôi với. Anh tôi tham 14, cầm 3 cung R đang đứng thủ. Vâng, đây 22 dành cho game thủ chim sẻ. Anh Hào ơi, đừng quá hổ báo lao vào nhà màu 2 nhá, từ từ thôi đừng vội. Anh toàn lạc, nó có 3 con đi đấy, anh toàn lạc đà đỏ máu. Đợi 98 lên đã. Kìa, lộ, chạy đi anh Hào ơi, chạy đi. Đồng đội. Sợ vãi đái ra, xin lỗi các bạn. Sợ. Vâng, chim sẻ lao vào khiến Mạnh Hào sợ quá, tụt cả quần. Nó còn đi đấy, đừng. Vâng, Mạnh Hào bảo vệ là y này thì làm 3 con. Ok. Vâng, 98 đâu rồi, lên đi. Chết hết đi anh em, có vào thì vào đi. Thôi từ từ, mặt này không chém được đâu. 98 lên chưa? Vâng, tôi không cản được Mạnh Hào nữa rồi anh em ạ. Ông này điên rồi, lao vào bổ luôn rồi các bạn ạ. Đã bảo là từ từ thôi, lạc đà bị tắc kìa. Vâng, từ từ thôi. Đây U98, mặt này còn 3 con, nó chưa vào được mặt kia đâu. Đợi chém nốt ban đi này đã. Vâng, Tham Lai được số là 50 dành cho game thủ U98. Bây giờ em mới là chủ lực chính. Và mặt này Mạnh Hào đang muốn lao vào chưa được đâu. Tham Lai 48 thì U98. Lọt ra rồi, bổ hơi nghiêm. Bổ, lao vào khô bóng đi, bên lớp lọt ra rồi, bổ đi. Vâng, bổ đi, xong rồi đấy. Vâng, này thì y với chúng tôi này, Hào đâu rồi? Vâng, Mạnh Hào tắc không đùn được lạc đà vào, tôi đến thần kinh mất kia ông Mạnh Hào này. Vâng, mặt kia. Đá vào mặt kia và sau cái chân dưới. Đấy, mặt nhà y nói. Vâng, ngáo ngơ, ấn cài đây. Vâng, xong chưa? Chưa xong đâu. Vâng, lạc đà toàn đỏ máu, chỉ đá vào bổ không? Hào còn có tham 29 đây này. Đây là mặt máy game thủ chim sẻ lọt vào bên trong nhà để bạn ăn hết dân. Anh Lớp ơi, chạy dân anh Lớp ơi. Chết hết dân rồi anh Lớp ơi. Vâng, không chạy dân được, không chạy dân được. Bổ này. Vâng, sẻ bổ hết dân rồi bạn. Trong khi đó 98 vẫn đang gọi Mạnh Hào có chơi không. Tham Lai 98 là 40, bổ đi. Sẻ quay ra BA bổ luôn là xong em ơi. Hết quân rồi đấy. Vâng, Mạnh Hào cũng lao vào khô máu trong tình huống này. Vâng, Mạnh Hào vẫn hỏi 98 đâu rồi, 98 hết quân rồi. Tham Lai 40 khổ. Vâng, xẻ lại rồi, quay lại chơi đi. Vâng. Thôi, về anh em. Chém thế là hay lắm rồi, Tham đề 9-1 rồi đấy. Vâng, anh em cứ lao vào bảo bổ xong lại thôi, lao vào xong lại thôi. Xong thì Tham Lai cứ đề 9-1 thế này thì đội bạn khổ lắm rồi đấy. Vâng, ông Hào thì ngáo quá rồi các bạn ạ. Lạc đà toàn đỏ đít, cứ thế lao vào nhưng anh thanh niên biết là hết cửa và quýt rồi. 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho dành cho Liên Quân Ego. Và chim sẻ đáng quay sang hỏi nó một là anh vừa đi vệ sinh về đấy à, anh không thi đấu trong trận đấu này. Vâng, 40 phút đồng hồ trong game, Tham Lai chưa bao giờ quá hay ích. Khổ thật sự luôn. Vâng, đấy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ở trong trận đấu thứ hai. 1-0 dành cho Liên Quân Ego trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Chào anh em đang xem nhá, hello mọi người. Vâng, anh em thấy chưa, mình Hải Mario đây, và mà khi mà tôi bình luận thì các bạn biết rồi đấy. Tối qua là tai nạn lao động đấy nhá. Tối qua là tai nạn lao động thôi. Thằng nào lại lưu clip đi chỗ khác rồi đấy. Thì cũng chết thì cái gì nữa. Summer
cũng chỉ là con Summer thôi, có gì dân mà không chì à, dân mà không trâu thì chết sớm hơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh Alex Nguyên đã gửi tặng game thủ Mạnh Hào 999 sao. Bổ mạnh nữa lên nhưng mà quá đen này tặng.